bạn. Hôm nay mình máy sẽ giới thiệu các bạn về hai siêu phẩm máy băng miến thương hiệu Takeo. Như hôm nay hai kỹ thuật của Takeo sẽ băng khô cho các bạn để dành cho bò, trâu, dê, heo ăn được. Và bây giờ các bạn sẽ bật CV máy, khởi động và băng.
làm máy bằng người. Đặt đi ôm. Máy đang ở chế độ băng khô. Tôi ra xúc, ra cờ măng. Măng hỗn hợp tất cả các loại thân cỏ, chuối, rau bèo. Nếu như bạn quan tâm đến hai dòng siêu phẩm băng hỗn hợp Tagio, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp showroom 354 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về dòng máy thương hiệu Tagio. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.